cháu mình đã chuẩn bị xong các nguyên liệu để mình có thể làm gỏi cuốn hôm nay mình đi bán nha cả nhà. Thì ở đây tép mình về có lặt ra rồi mình có rang ở trên lửa và nêm nếm gia vị cùng với tỏi và hành lá. Đây mình thì rồi mình xắt lát ra vậy. Ở bên đây thì mình có rau sống, dưa chua thì mình vô bịch sẵn. Để tí xíu nữa mình bán cái mình để vô cho mọi người luôn. Đây là bún rau húng lủi, rau thơm, xà lách, hẹ và bún. Giờ thì hai vợ cháu mình sẽ cuộn nha. Mình cả nhà cuộn bánh nghe cả nhà. Nhỏ tên lớn cũng chưa biết cuốn luôn cả nhà. Xà lách, thấy là húng lủi, rau thơm. Thìa cả nhà, đây là tép đồng, rang mới rang xong còn nóng hổi luôn, ngon lắm nha. Đây mình cũng lần đầu tiên mà mình làm như luôn cả nhà ơi, mình cũng không biết sao cho vừa đây. Xay như vậy nha. Đây có hẹn, mình lấy hẹn vô. Thôi rồi, thôi thôi. Dạ. Đây. Làm theo cảm hứng thôi cả nhà. Chứ bây giờ nằm chắc mặt thế quá. Này cái nhà ơi, chứ cũng làm dở quá nằm. Đây một cuộn đầu tiên. Cuộn đầu tiên nha cả nhà. Cả nhà thấy có được không cả nhà? Nó không phải nè. Cuộn đầu tiên. Mình để đâu ta? Chưa, chưa gì làm cũng chưa xong nữa vậy. Nó không bỏ đại đâu chứ. Để lên cái góc trên cái góc con rau này đi con. Để lui cho là kéo cái rau xích lên kia. Rồi thôi, cái mình để vô hộp hả? Dạ, chút nữa mình có cái hộp á, ở nhà cái mình sẽ để vô trong hộp. Được không Nam? Được, 40 năm giống như Nam quá. Hộp quá. Ê cả ơi, cả nhà ơi, chết là sao nó tỏa qua, nó rớt cái cạnh xuống. Cái chú của Việt Nam nó mập lù. Đây, cái nhà ơi, nó mập lù luôn nè, cái nhà. Đây, cái nhà. Chú của Việt Nam này, thật ra. Nhà phát xa. Mập lù luôn. Chú của Việt Nam ăn chú thằng là nò. Đây. Chú của Việt Nam mập lù. Rồi, mình biết rồi. Mình biết rồi. Cả nhà ơi, mình được một cái củ. Ê quên lấy hẹ bỏ vô nữa. Quên bỏ hẹ nữa. Chút nữa quên nữa rồi. Hẹ thì nó mới thơm. Đấy, mình sẽ bỏ đây nha. Cả nhà ơi, mình nãy giờ đã cuốn xong 30 cuốn rồi cả nhà. Thì mỗi một hộp như thế này á thì nó sẽ có 3 cuốn. Đó, mình có đây là cái phần, đây là dưa chua. Dưa chua rồi cả nhà. Cùng với là
ba cuốn ở trong một cái hộp. Này tương ớt với tương đen mình có chuẩn bị trong một cái bọc mini như thế này, thì khi mình đi bán á, nếu như mà bà con thích ăn tương đen dùng tương đen, còn thích ăn tương ớt á, thì mình sẽ dùng tương ớt. Mình không có để vô đây trước, sợ nhiều khi là bà không thích ăn rồi cái nó phí á cả nhà, nên lại giờ mình đi tới đâu á thì mình sẽ làm tới đó luôn nha. Cả nhà cùng xem và ủng hộ cho dì cháu Trúc Phương nha. Mời cả nhà đi bán với dì Năm với Trúc Phương nha. Cả nhà thấy có ngon không cả nhà? Ngon không cả nhà? Nhớ ủng hộ nghe cả nhà. Thấy thịt không? Tép nè, tép quê nè. Tép đồng á. Tép mới kéo ngoài bờ, ngoài ruộng vô cả nhà. Dạ mình đi nha. Mình đi nghe cả nhà. Mình ra tới lộ rồi. Dì Năm mình nè, đậy nắp lại rồi cả nhà. Rồi mình bán thì mình dở ra cho bà con mình xem. Mình dở ra nghe cả nhà. Mình đẩy nắp lại rồi. Đây, đây là tương đen cả buổi á. Đi về nhà sớm. Yeah.
Đi lên hàng rào kìa. Đi mẹ, xích vào đây. Ông biết là cái này.
4 hộp nha cả nhà. Thì mình ông bà ngoại 2 hộp với đằng dì Tư, mình chừa phần cho dì Tư là mỗi một người một hộp nữa. Dì Tư với Dượng Tư này là ông bà ngoại. Tôi nghe cái trường hết cho mình, cho mình đi trong bà ngoại nha. Bỏ cái giỏi không đi chút. Nhà của dì Tư rồi cả nhà ơi. Mình chừa cho dì Tư 2 hộp rồi cả nhà. Thì là mình làm được 10 hộp 30 cuộn. Thì mình chừa cho ông bà ngoại là 2 hộp là 6 cuộn, dì Tư với Dượng Tư 2 hộp 6 cuộn nữa là 12 cuộn. Thì mình bán được là bán được 6 hộp cả nhà. 6 hộp thì mình thu về được là 2, 4, 6, 70 nghìn cả nhà ơi. 70 nghìn, trong khi đó là 60 nghìn thôi của Dượng Út. Lì xì thêm 10 nghìn nữa là ra 70 nghìn. Thì mình kết thúc video ở đây luôn nha cả nhà. Cả nhà xem đến đây nhắn cho thầy cháu mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.